Chào tất cả mọi người, trong video này Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà. Đường trước nhà là hai ô tô tránh nhau, với cái thông số nhà hướng nhà là hướng Tây Nam. Mặt tiền của ngôi nhà 5m, mặt hậu 5m, chiều dài 6m. Với căn nhà này thì thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể căn nhà. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa. Bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đây. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì nó thuộc gần như là cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, nó gần với lại trạm bơm Yên Nghĩa, cụ thể thì nó là thuộc xóm Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này, ngõ thông đường thoáng, hai ô tô có thể tránh nhau trước nhà, mặt tiền 5m, hướng nhà Tây Nam, vị trí xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại trường mầm non cấp 1, cấp 2, gần với lại trường đại học Phenica, gần với lại bến xe Nghĩa, gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, gần với ngã tư Lê Văn Lương kéo dài. Với vị trí này thì nó cũng rất là gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông mọi người nha. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà đây, Ngọc Ánh đang đứng, đó là cái phần phòng khách được thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Ở tầng 1 này thì chủ nhà có lắp cho mình một chiếc quạt trần rồi. Với cái hướng nhà Tây Nam mà khung giờ Ngọc Ánh đang quay là 11 giờ thì ở đây rất là mát mọi người nha. Đó, và đây là cái phần phòng khách, phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần phòng bếp này thì được thiết kế khá là chỉnh chu, tủ bếp thiết kế cái đây phụ kiện bếp đi kèm. Cái tủ bếp này thì thiết kế là gỗ an cường chống cong vênh mối mọt. Đó, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Đây mọi người có thể nhìn thấy chậu rửa bát, vòi rửa, chất liệu toàn bộ là inox 304. Nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước đã được lắp đặt đầy đủ riêng biệt, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với cái những cái căn nhà mặt đường, mặt ngõ như thế này, với cái phần mặt tiền 5m là cũng khá là hiếm đấy mọi người ạ. Bởi vì rất nhiều quý khách hàng thích ở trên trang của Ngọc Ánh là thích cái mặt tiền khoảng tầm 4m trở lên, nhưng mà không phải là chỗ nào cũng có thể được, bởi vì là đây nó là tùy theo cái lô đất mà chủ đầu tư mua được nha mọi người. Đó, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở đây phía tầng 1 còn có một phòng vệ sinh nhỏ đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 2 tỷ 590 triệu đồng, chủ đầu tư bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu với căn nhà này, quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 1 tỷ 2 tới 1 tỷ 3 tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm và tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Về phần ngân hàng thì quý vị vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở trên màn hình nhá. Đây là cái phần ngăn cách giữa phần phòng khách và phần cầu thang thì có một cái vách lam gỗ ở đây mọi người ạ. Toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang thiết kế lên trên phía các tầng đó là thiết kế là mặt bậc là đen và cổ trắng đá granite. Với cái tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 thì thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Như vậy Ngọc Ánh đã review khá là chi tiết đường hướng ngõ giá. Ưu điểm lớn nhất của căn nhà này đó là ngõ trước nhà, hai xe ô tô tránh nhau. Tiếp theo đó là ngõ thông, vị trí đi lại thuận lợi. Mời người theo em lên trên phía các tầng trên của ngôi nhà. Với căn nhà 30m xây 4 tầng thì mỗi một tầng của ngôi nhà, với cái căn nhà này thì chủ nhà thiết kế mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Đây là cái phía căn phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 2 hướng ra phía mặt ngõ. Với cái căn phòng này thì có một cái cửa sổ rất là rộng để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong không gian của căn phòng. Và với cái thiết kế căn phòng này thì cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng. Phòng ngủ rất là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Với cái vị trí căn phòng ngủ này nó khoảng xấp xỉ 20m² mọi người nha. Đó, đây cửa thông phòng. Và nhà vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Nhà vệ sinh đều có bình nóng lạnh, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu và lavabo bàn đá. Đây, phòng vệ sinh này rất là rộng mọi người ạ, được ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần ấy, rất là sạch sẽ. Mời theo em lên trên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì nó thiết kế hơi khác so với tầng 2 một chút xíu thôi, đó là phòng vệ sinh để phía bên ngoài. Còn đây là phòng ngủ mọi người ạ. Và trên phía tầng 3 này thì phòng ngủ là thiết kế hai cửa sổ hai bên. Nói chung là rất là thoáng, mở cửa ra rất là mát mọi người ạ. Đó, mặt ngõ thông thoáng, đường trước nhà rất là rộng. Vị trí thì Ngọc Ánh đọc rồi, nó là thuộc huyện Hoài Đức. Cụ thể thì nó là thuộc xã Đông La, huyện Hoài Đức. Đi lại giao thông rất là thuận tiện, vị trí này nó ngang ngang với lại bên khu Yên Nghĩa ấy mọi người ạ.
Tuy nhiên thì đấy, mỗi một căn, mỗi một vị trí bất động sản thì cái giá trị lên nó là khác nhau. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đấy, ngập tràn ánh sáng, cửa sổ thông thoáng. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế ra sao, mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một ô giếng trời, như mọi người có thể nhìn thấy, ngập tràn ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang rất là thoáng. Và trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm hai phòng riêng mọi người ạ. Một phòng ở bên kia thì có thể thiết kế làm phòng thờ, ở đây thì quý vị có thể thiết kế là phòng để đồ, phòng làm việc hoặc là phòng ngủ tùy vào công năng. Như vậy với căn nhà này là có 3 phòng ngủ riêng. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà, riêng biệt. Đó. Và tiếp theo, đó chính là phần sân phơi. Không thể thiếu sân phơi được đúng không quý vị? Bởi vì là nhà nào cũng vậy, hộ gia đình là phải có sân phơi rồi. Và đây là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là thông thoáng. Căn nhà này giá chào bán 2.590.000.000 đồng, một con số rất là đẹp. Đồng thời với cái biển số nhà của ngôi nhà là biển 86, số lộc phát luôn mọi người ạ. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nha, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like, thả tim cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.